Người đàn ông này là một tượng đài của thể hình Việt Nam. Anh chính là huyền thoại của thể thao Việt Nam thập niên những năm 1990. Giờ đây, anh đã bước sang cái tuổi ngoài 50, nhưng tất cả vẫn nhận ra anh, con kiến càng của thể hình Việt Nam, với những nét khỏe đẹp không thể lẫn với ai. Anh chính là Lý Đức. Hiện tại, vinh quang đã là quá khứ với anh, nhưng Lý Đức vẫn miệt mài truyền nghề cho thế hệ trẻ. Những năm đầu tiên của thập niên 1990, khi kinh tế bớt khó khăn, người dân bắt đầu quan tâm và chú ý hơn tới thể hình và theo đuổi môn thể thao này. Thời ấy, cứ chàng trai nào cơ bắp cuồn cuộn, người ta lại suýt xoa, ối, trông như anh Lý Đức. Lý Đức đã trở thành biểu tượng cho nét đẹp, nét khỏe và tinh thần thể thao là điều dễ hiểu. Và lúc ấy, những năm 1990, thể thao Việt Nam mới hội nhập với khu vực và thế giới. Trong hoàn cảnh ấy, thể thao Việt Nam rất khó đoạt thành tích cao tại đấu trường khu vực và quốc tế. Ấy nhưng, chàng lực sĩ Lý Đức lại không có đối thủ ở châu lục khi 7 lần đăng quang tại giải vô địch thể hình châu Á từ năm 1997 đến năm 2003, đồng thời mang lại cho đoàn thể thao Việt Nam một tấm huy chương vàng ở ASEAN Busan năm 2002. Lý Đức như cánh chim đầu đàn, truyền cảm hứng cho thế hệ đàn em như Phạm Văn Mách cũng như giới thanh niên để hướng tới tập luyện thể hình để khỏe hơn và đẹp hơn. Vai trò Lý Đức rất quan trọng. Thầy xem đây là một con chim đầu đàn, bởi bằng cái nghị lực của mình, em đã có nhiều cái nỗ lực cố gắng để đạt được các cái thành công, đặc điểm nổi bật cả quốc tế cũng biết đến Việt Nam thông qua hình ảnh của Lý Đức. Cái đáng nói ở Lý Đức hơn mà bản thân tôi cảm nhận được là em rất có sự nghiêm túc trong quá trình tập luyện để tạo nên thành tích. Về phong cách, về nhân cách, có thể xem đây vừa là con chim đầu đàn mà vừa là một cái tấm gương. Trước đây khoảng đầu năm 1994, mắt thật sự không biết gì cái môn thể hình đâu. Lúc đó thì nổi lên một thần tượng, đó là Lý Đức. Thì thông qua cái hình tượng Lý Đức, mình mắt mới biết về cái môn thể dục thể hình. Thì mắt rất là cố gắng muốn tập luyện, muốn tập như thế nào để có những cái thành tích, có những cái hình thể cơ bắp giống như là hình tượng của mình là anh Lý Đức. Vì cái hình tượng anh Lý Đức rất là lớn, đó thật sự là một biểu tượng của thanh niên Việt Nam lúc đó. Nhưng ai là người truyền cảm hứng cho Lý Đức? Người đó chính là Arnold Schwarzenegger, vận động viên thể hình huyền thoại và cũng là huyền thoại màn bạc của Hollywood. Qua truyền hình, tạp chí, Lý Đức vô cùng ngưỡng mộ Arnold và muốn có thể hình đẹp như tài tử này. Năm 1984, khi học xong bậc phổ thông, chàng trai trẻ Lý Đức tới các trung tâm thể hình. Anh say mê ngắm nhìn các poster của Arnold và những vận động viên thể hình khác. Thế rồi từ đây, anh chính thức theo học thể hình chuyên nghiệp. Đức đến môn thể hình này là do cái sự đam mê, muốn mình có một cái thân thể nó khỏe và đẹp. Thời điểm ấy thì những hình ảnh của ông Arnold là diễn viên của Hollywood của Mỹ thì đã gây sự chú ý cho Đức, mong muốn là đây là một cái thần tượng của mình để mình noi theo. Lý Đức không có đối thủ trong khu vực và là người đàn ông có thể hình đẹp nhất Á Châu. Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh lại là tấm huy chương bạc ở đấu trường Đông Nam Á vào năm 1995. Lần đầu tiên Việt Nam tham dự cái đấu trường quốc tế đó là năm 1995. Thì Việt Nam mình đã tham dự cái giải vô địch Đông Nam Á lần thứ nhất mình tham gia thi đấu. Mặc dù trước đó đã thi đấu trong nước rất là nhiều rồi, thì không ngờ mình đạt được cái thành tích là huy chương bạc Đông Nam Á đầu tiên năm 95 ở Singapore. Để có được thành tích lẫy lừng như vậy, dĩ nhiên Lý Đức phải khổ luyện, mà cái khổ nhất đó chính là chuyện ăn uống. Thêm vào đó, kinh tế của gia đình cũng là một khó khăn mà đôi khi các chàng lực sĩ phải vượt qua.
như thờ Đức mà ăn tối đa thì khoảng tầm 2 cân cho đến 2 cân rưỡi thịt ức gà. Tất nhiên trong ngày đó vẫn phải cố gắng ăn hết, dù ngán quá cũng phải ăn. Nhiều lúc là ăn mà nhai là đến mà cái miệng mình nó mỏi quá cũng phải gắng nhai, gắng nuốt. Bởi vì là môn thể hình cần phải xây dựng cái cơ bắp, cho đó cơ bắp nó phải chọn đúng cái loại thực phẩm. Như trứng mà, trứng thì ăn chỉ ăn lòng trắng thôi, bỏ lòng đỏ. Đi đến một cái con đường mà lên đến đỉnh Vinh Quang thì mình phải trải qua nhiều cái sự khó khăn, nhiều cái trong tập luyện cũng như cái đời sống hàng ngày. Ví dụ như là mình vừa phải tập luyện, vừa phải lo cái cuộc sống gia đình. Ai cũng muốn có một thể hình đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì tập luyện. Bởi thể hình không phải môn thể thao có tính chất đối kháng, mà suốt ngày phải quanh quẩn trong phòng tạ, nên dễ sinh ra nhàm chán. Vì thế để thành công, người ta phải có một triết lý, một tình yêu đặc biệt. Và triết lý của Lý Đức cũng giống hệt như thần tượng Anon, đó chính là tập luyện không vì thành tích, mà cho một thể hình đẹp và một tinh thần sung mãn. Từ những cái lần thi đấu thì mình từ từ mình rút ra được những cái kinh nghiệm, đó là phải luôn luôn có một cái sự đam mê, khổ luyện và lúc nào cũng phấn đấu để chiến thắng cái bản thân mình. Đó là những cái bí quyết của mình góp phần để đạt được cái thành tích cao nhất. Đến năm 2006, Lý Đức giã từ sự nghiệp thi đấu khi bước vào tuổi 41. Từ thời điểm ấy, huyền thoại của thể hình Việt Nam bắt đầu chuyển sang công tác huấn luyện cho đội trẻ thể hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của anh là phát hiện và đào tạo vận động viên trẻ. Bao năm qua, bằng kinh nghiệm của mình, Lý Đức đã tạo ra nhiều vận động viên có thành tích cao ở đấu trường trong nước cũng như quốc tế. Đào tạo các vận động viên của mình và luôn học hỏi và tìm tòi để mà có sau này có những cái lớp vận động viên kế thừa, và mình phải truyền đạt những cái kinh nghiệm để cho vận động viên nắm bắt. Trước khi giải nghệ, Lý Đức đã chuẩn bị cho mình một tương lai khác khi mở lớp tập thể hình mang tên anh. Từng là thần tượng của nhiều thế hệ, có tiếng và có kinh nghiệm. Vì vậy Lý Đức Gym là điểm đến ưa chuộng của nhiều thanh niên đam mê với môn thể hình. Đức cũng muốn là mở câu lạc bộ. Thứ nhất là để cho những người cộng đồng, những người tập luyện thể hình có một cái sức khỏe tốt. Thứ hai là cải thiện được cái hình thể đẹp. Thể hình là đam mê, là tình yêu và là cái nghiệp của Lý Đức. Nên cũng giống như đào tạo các vận động viên ở đội tuyển quốc gia hay ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tại trung tâm của Lý Đức, các học viên cũng được đào tạo vô cùng bài bản và khoa học để đạt được sự hoàn mỹ của cơ thể. Hiện tại vẫn là thể hình, nhưng huyền thoại của thể hình Việt Nam Lý Đức lại mang trong mình sứ mệnh đào tạo trẻ, và đáng trân trọng hơn là hỗ trợ những người cao tuổi đẩy lùi bệnh tật bằng thể thao, truyền nghề cho trẻ, mang khỏe cho già. Với Lý Đức, đó là một sứ mệnh, đó là một đam mê. Thì tập luyện thể thao sẽ giúp đẩy lùi những cái bệnh tật đấy. Tôi kết luận ra một cái điều, hai điều. Điều thứ nhất là cái câu lạc bộ này không phải cho đẹp mà còn cho khỏe. Và điều thứ hai đối với tôi tâm đắc nhất đó là chữa bệnh không dùng thuốc. Trong quá khứ, Lý Đức được coi là cánh chim đầu đàn, làm rạng danh cho thể hình Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường quốc tế, góp phần tạo ra trào lưu tập thể hình cho giới trẻ Việt Nam nhằm hướng tới sự hoàn thiện về cái đẹp, một cái đẹp cả về thể chất lẫn tinh thần. Và với những gì anh đã, đang và sẽ cống hiến cho thể hình Việt Nam, người ta không thể không nhớ đến anh và gọi anh là một huyền thoại đích thực của thể hình Việt Nam.